Hôm nay thầy cùng các em tìm hiểu bài bóng bóng và bài bóng lam. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu bài bóng bóng, châu trình sinh địa hóa và sinh quyển. Bài này nó gồm có những nội dung chính sau. Một lớn trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa. Phần này các em tự học. Phần thứ hai là một số chu trình sinh địa hóa. Ba là sinh quyển, phần này các em tự học. Phần thứ hai, một số chu trình sinh địa hóa gồm có: một, chu trình carbon; hai, chu trình nitơ; ba, chu trình nước. Ta vào phần hai lớn, một số chu trình sinh địa hóa. Về chu trình sinh địa hóa thì có nhiều chu trình, nhưng sách giáo khoa chỉ đề cập ba chu trình, đó là chu trình carbon, chu trình nitơ và chu trình nước. Vì ba chu trình này nó chứa các nguyên tố quan trọng cấu tạo nên chất sống, đó là carbon, nitơ, hydro và oxy. Một, chu trình carbon. A, vai trò của carbon. Là nguyên tố cần thiết cho mọi sinh vật sống, là thành phần cấu tạo nên chất sống. Ví dụ như cấu tạo nên protein, carbohydrate, lipid hay là acid nucleic. Tổ phần B là chu trình. Các em xem cái sơ đồ chu trình carbon. Thì ở trong khí quyển, carbon tồn tại ở dạng CO2. Sinh vật sản xuất sử dụng để quang hợp tổng hợp những chất hữu cơ. Từ cái chất hữu cơ đó, nó cung cấp cho sinh vật tiêu thụ bậc 1. Có nghĩa là carbon nó đi từ ở sinh vật sản xuất vào sinh vật tiêu thụ bậc 1. Tương tự qua các sinh vật bậc cao hơn. Và carbon á, trả lại môi trường qua quá trình hô hấp, thở ra CO2, trở lại khí quyển. Một phần là phân giải các sắc sinh vật chất hữu cơ để tạo CO2 trở lại khí quyển. Ngoài ra một phần lắng đọng tạo thành dầu lửa, than đá. Và tương tự ở dưới nước thì CO2 cũng khuếch tán vào nước qua quá trình quang hợp tạo nên chất hữu cơ. Carbon nó sẽ chuyển qua động vật ở bậc dinh dưỡng tiếp theo và dần dần đến các bậc dinh dưỡng cao hơn và cũng được phân giải và lắng đọng tạo thành dầu lửa, than đá. Ngoài ra hô hấp cũng tạo lại CO2 trở lại môi trường khí quyển. Thì ở đây dầu lửa hay than đá cùng với rác thải con người sử dụng để sản xuất công nghiệp, giao thông thải ra CO2 trở lại khí quyển. Ngoài ra núi lửa cũng tạo ra CO2 trở lại khí quyển. Vậy ta tóm tắt cái chu trình này qua các bảng sau. Ở đây các giai đoạn quá trình hoạt động. Một, carbon từ môi trường vào quần sinh vật là qua quá trình quang hợp. Hai, carbon trao đổi trong quần xã sinh vật qua chuỗi và lưới thức ăn. Ba, carbon trở lại môi trường qua quá trình hô hấp ở thực vật, động vật hay phân giải của vi sinh vật, hoạt động sản xuất công nghiệp, vận tải, cháy rừng, núi lửa, một phần lén đạo. Ngày nay, hàm lượng CO2 trong khí quyển nó tăng lên rất là cao. Vì do những cái hoạt động của người, các em xem cái hình. Thứ nhất là nhà máy. Thứ hai, giao thông vận tải. Thứ ba, cháy rừng. Tất cả đều tạo ra CO2 rất là nhiều. Thứ tư là phá rừng. Thì ở đây không tạo ra CO2, nhưng mà phá rừng thì làm giảm số lượng cây ở trên rừng, làm giảm cái quá trình quang hợp, giảm cái khả năng hấp thu CO2. Chính vì thế nó gây ra những cái hậu quả. Thứ nhất là băng tan thì làm cho cái mực nước nó dâng cao lên, có thể là ngập nước ở các vùng thấp ở đồng bằng hay là thành phố ở ven biển thấp, vân vân. Khô hạn nó ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Bão lụt nó ảnh hưởng đến kinh tế, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của con người. Để khắc phục các biện pháp đó, chúng ta cần có những biện pháp sau. Biện pháp giảm CO2 trong khí quyển. Một là hạn chế sử dụng các nhiên liệu hóa thạch trong công nghiệp và giao thông. Hai, hướng đến sử dụng các nguồn năng lượng sạch như gió, nước, mặt trời. Ba,
trong và bảo vệ cây xanh, vân vân. Các em xem các hình sau. Thứ nhất là trồng rừng, thứ hai bảo vệ rừng để tăng cái khả năng hấp thụ CO2, xe buýt công cộng để giảm cái lượng thải CO2 ra môi trường khi chúng ta đi xe cá nhân nhiều. Thứ tư là năng lượng gió mặt trời, mặc dù tạo ra được năng lượng nhưng không đốt cháy nhiên liệu, không thải ra CO2. Ta qua cái chương trình thứ hai là chương trình ITER. A, vai trò là nguyên tố cần thiết cho mọi sinh vật sống, là thành phần cấu tạo của các chất sống. Ví dụ cấu tạo này protein hay là acid nucleic. Tổ quần B là chu trình. Các em xem chu trình đây. Chu trình nitơ. Thì nitơ ở trong khí ở dạng nitơ phân tử, dạng khí trơ, cai không thể sử dụng được. Nhờ có giám sát sản xuất phân đồng của người hay là vi khuẩn cố định đồng. Kết hợp với lại các vi khuẩn nitric hóa và vi khuẩn nitrat hóa để tạo ra NH4+ và NO3+ cung cấp cho sinh vật sản xuất, ở đây là cai. Và ở sinh vật sản xuất này tổng hợp những chất hữu cơ có nitơ và sinh vật tiêu thụ hoặc màu nó sử dụng lại tương tự lên các dinh dưỡng tiếp theo. Và các sinh vật này khi chết hay là phân của động vật nó phân giải, nó tạo lại NH4+ và NO3+ trở lại cho môi trường. Và từ NO3+ này, trong cái điều kiện yếm khí, vi khuẩn phản nitrat hóa này nó chuyển thành nitơ phân tử trở lại cho khí quyển. Vậy chúng ta tóm tắt qua các bản sao. Các giai đoạn quá trình hoạt động. Một, nitơ từ môi trường và quần sản sinh vật là cái hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3+. Theo con đường vật lý là xâm xét. Sinh học là vi sinh vật cố định đồng cộng sinh với thực vật. Vi sinh vật sống trong đất, nước. Hóa học là sản xuất phân đoạn, v.v. 2. Nitơ trao đổi trong quần sở sinh vật là qua chuỗi và lưới thức ăn. 3. Nitơ trở lại môi trường. Quá trình hoạt động là sắp sinh vật chết phân giải thành đạm trở lại môi trường. Vi khuẩn phản nitrat hóa một phần lắng đạm. Một số biện pháp sinh học làm tan cái lượng đạm trong đất. Đó là chúng ta trồng cây hạ đạo, thả bè hạ dao vào ruộng lúa, cung cấp cho đất cái chế phẩm chứa vi sinh vật cố định đồng. Ngoài ra có thể cung cấp cho đất cái phân đồng do người chúng ta sản xuất. Các em xem những hình sau. Một là trồng sang cây hạ đạo với sáng để tạo nguồn dinh dưỡng cho đất. Thứ hai, thỏ bèo hoa dao vào ruộng lúa cũng tạo nguồn dinh dưỡng cho đất và đều là cung cấp đạm. Xới đất và bón phân hữu cơ thì cái này không phải là tạo ra lượng đạm mà nó hạn chế không cho vi sinh vật phản nitrat hóa chuyển NO3- thành NH2. Mà NO3- thì cai sử dụng được, còn NH2 thì cai không sử dụng được. Tôi qua chương trình thứ ba, chương trình nước. A, vai trò của nước là tham gia điều hòa khí hậu và cung cấp cho sự phát triển của sinh giới. B, chu trình, các em xem chu trình của nước trong tự nhiên. Như vậy thì nước ở trong tự nhiên, ở sông suối, ao hồ, đại dương, khi nó bốc hơi lên tạo thành mây, rồi mưa xuống nước, tạo nước mưa xuống thấm xuống đất và thực vật ở đây sử dụng. Sinh vật sản xuất sử dụng, sau đó sinh vật tiêu thụ nó sẽ sử dụng lại cái sinh vật sản xuất này. Như vậy là nước nó đi từ sinh vật sản xuất vào sinh vật tiêu thụ và qua các bậc cao hơn. Ngoài ra thực động vật có thể là sử dụng cái nguồn nước trực tiếp từ môi trường, không phải là từ thực vật hay là sinh vật sản xuất này. Và những sinh vật này khi chết thì nó phân giải, nó trả lại cái lượng nước cho môi trường. Ngoài ra ở thực vật thì có thoát hơi nước, còn động vật bài tiết cũng trả lại nước môi trường. Ngoài ra nước ở trong đại dương hay là sông suối, ao hồ không qua sinh vật mà nó bốc hơi lên, tạo mây
mưa xuống trả lại đại dương hay là sông suối, ao hồ. Như vậy thì chúng ta tóm tắt lại cái chu trình này qua cái bản sao. Các giai đoạn quá trình hoạt động. Một, nước từ môi trường vào quần xã sinh vật. Đó là sinh vật hấp thụ. Hai, nước trôi đổi trong quần xã sinh vật. Đó là qua chuỗi và lưới thức ăn. Ba, nước trở lại môi trường là thoát khỏi nước, phân giải xác sinh vật, bài tiết. Nước ở đại dương, sông suối, ao hồ bốc hơi lên, tạo mây, mưa xuống, tạo nước trả lại cho đại dương, sông suối, ao hồ. Ngày nay, cái lượng nước ở trên trái đất nó bị ô nhiễm nghiêm trọng do những hoạt động của con người. Vậy các em xem các hình trang. Một, ví dụ như bao lọ đựng thuốc thì sao? Sâu bệnh xả ra. Thứ hai, nước thải công nghiệp không lọc mà xả trực tiếp ra môi trường. Thứ ba là rác thải sinh hoạt. Thứ tư là đất đổ trạm. Thì cái đất đổ trạm này là làm cho khi mưa xuống thì nước mưa nó không thấm vào, nó làm giảm đi cái mạch nước ngầm. Vậy nó gây ra những cái hậu quả sao? Ở đây là bệnh ngoài da và thậm chí nó gây đến ung thư nếu sử dụng nước bị ô nhiễm nặng, ở ví dụ như là nước bị ô nhiễm về thuốc từ sao, vân vân. Có chết gây ảnh hưởng đến kinh tế hay là khô hạn, thiếu nước. Vậy chúng ta cần có những biện pháp nào? Biện pháp bảo vệ nguồn nước. Thứ nhất là tránh thải các chất ô nhiễm môi trường nước như thuốc từ sao, rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp. Hai là bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng, vệ sinh kênh rạch. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước bề mặt cũng như nguồn nước ngầm. Các em xem hình. Thứ nhất là vệ sinh cây, đoàn thanh niên. Thứ hai, trồng rừng. Vậy, để nắm lại những cái điểm chính trong cái bài này, chúng ta qua phần luyện tập. Câu 1 trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Quá trình chuyển hóa NH4 cạn thành NH3 trừ do hoạt động của nhóm vi khuẩn A. Cố định nitơ, B. Phẩm nitrat hóa, C. Nitrat hóa, D. Amon hóa. Thì cố định nitơ thì nó chuyển nitơ phân tử N2 thành NH4 cạn. Phẩm nitrat hóa chuyển NO3 trừ thành N2. Nitrat hóa là chuyển NH4 cạn thành NO3 trừ. Amon hóa là phân giải cái sắt hữu cơ tạo ra anh học bóng. Như vậy cái đoán đúng ở đây là C, nitrat hóa. Câu 2, trong hệ sinh thái trên cạn, thực vật hấp thụ nitơ qua hệ rễ dưới dạng nào sau đây? A, N2O và NO3 trừ. B, NO3 trừ và NH bóng cạn. C, NO3 trừ và N2. D, N2 và NH bóng cạn. Như vậy cái câu này ta nhìn vô ta thấy ngay đó là đáp án B, cái chỉ sử dụng được là NO3 trừ và NH bóng cạn. Câu số 3, trong chu trình sinh lý hóa, carbon đi từ môi trường ngoài vào quần xã sinh vật dưới dạng carbon dioxide CO2 thông qua hoạt động của nhóm A, sinh vật tiêu thụ bậc 2, B, sinh vật tiêu thụ bậc 1, C, sinh vật phân giải, D, sinh vật sản xuất. Như vậy đáp án A là sinh vật tiêu thụ bậc 2, nó sử dụng carbon từ hợp chất hữu cơ của sinh vật tiêu thụ bậc 1. Còn sinh vật tiêu thụ bậc 1 nó sử dụng chất hữu cơ từ sinh vật sản xuất. Còn sinh vật phân giải thì phân giải các cái sinh vật để lấy dinh dưỡng. D, sinh vật sản xuất là nó hấp thụ CO2 từ môi trường trong quá trình hóa học để tổng hợp nên chất hữu cơ. Vậy đáp án đúng của câu này là đáp án D, sinh vật sản xuất. Câu số 4, khi nói về chu trình carbon, phát biểu nào sau đây không đúng? A, trong quần xã hợp chất carbon được trao đổi thông qua chuỗi và lưới thức ăn. Đúng. Câu B, không phải tất cả lượng carbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn lớn. Đúng. Tại vì có một phần nó bị lắng đọng. Câu C, khí CO2 trở lại môi trường hoàn toàn do hoạt động hô hấp của động vật. Ý này chính xác. Vì CO2 trở lại môi trường có thể là gió hô hấp ở thực vật hay cháy rừng núi lửa, vân vân. D, carbon từ môi trường ngoài vào quần xã
sinh vật chủ yếu thông qua quá trình quang hợp. Đúng. Và câu này phát biểu không đúng là câu C. Câu số 5. Khi nói về chu trình nước trong tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Nước trên trái đất luân chuyển theo vòng tuần hoàn. Đúng. B. Nước là thành phần không thể thiếu của cơ thể sinh vật. Đúng. C. Nguồn nước sạch không phải là vô tận mà đang bị suy giảm. Đúng. Câu D. Nước là nguồn tài nguyên không thể sinh. Ý này không đúng. Vì nước khi bị ô nhiễm, người ta có thể là lọc sạch. Như vậy, phát biểu không đúng là D. Như vậy, bài bốn bóng, chúng ta nắm được cái quá trình trao đổi vật chất qua cái hệ sinh thái đi theo tuần hoàn trong chu trình sinh địa hóa. Vậy thì năng lượng cái trong hệ sinh thái đó nó luân chuyển như thế nào? Tao qua bài 45, dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái. Bài này có những nội dung chính sau. Một là mã là dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Phần này có hai phần nhỏ. Một, phân bố năng lượng trên trái đất. Hai là dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Phần hai là mã là hiệu suất sinh thái. Chúng ta tìm hiểu phần thứ nhất đó là khái niệm. Phần thứ hai đó là sự tiêu hao năng lượng ở cấp bậc dinh dưỡng. Chúng ta tìm hiểu phần một lớn đó là dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Một là phân bố năng lượng trên đất. Các em xem cái hình ở đây là phân bố ánh sáng mặt trời trên đất. Đây là mặt trời ở bên ngoài trái đất, nó chiếu ánh sáng vào trái đất thì chiếu vào ở vùng này là thẳng góc, ánh sáng mạnh hơn, có nghĩa là ở đây là vùng xích đạo, còn dài về các vùng cực thì ánh sáng nó yếu dần. Nên bên này mà em thấy thể hiện ở vùng xích đạo thì ta thấy là biểu hiện của màu vàng đỏ rất là nắng nóng, còn dần về hai cực là có màu xanh. Như vậy ánh sáng yếu hơn, khí hậu lạnh. Đây là những cái hình nói về cái các mùa trong năm. Thứ nhất mùa xuân thì chúng ta thấy là cái xanh tươi, có nghĩa là ánh sáng ở đây nó phù hợp để cái nó sinh trưởng phát triển tốt. Thứ hai mùa hạ nó thấy cái khô cằn hơn, có nghĩa là ánh sáng ở đây là nó mạnh hơn. Mùa thu lá vàng, ánh sáng nó yếu dần, và mùa đông thì lá nó rụng, ánh sáng yếu nhất, lạnh. Như vậy thì mùa hạ là ánh sáng nó mạnh nhất và nó chiếu, cái thời gian chiếu sáng đó, nó dài trong ngày. Còn mùa đông thì ánh sáng yếu và thời gian chiếu sáng là ngắn trong ngày. Như vậy ta rút ra những cái nhận xét sau đây. Thứ nhất là mặt trời cung cấp năng lượng chủ yếu cho sự sống. Thứ hai là ánh sáng mặt trời phân bố không đồng đều trên bề mặt trái đất, thay đổi theo thời gian trong năm. Ba là sinh vật sản xuất chỉ sử dụng tia sáng nhìn thấy được trong quá trình quang hợp. Thứ tư là quang hợp sử dụng khoảng 0,2% đến 0,5% tổng sản lượng bức xạ chiếu sáng trên trái đất để tổng hợp chất hữu cơ. Như vậy thì cái dòng năng lượng, cái ánh sáng này nó đi trong cái hệ sinh thái như thế nào? Tôi qua phần hai nhỏ. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Các em xem cái sơ đồ khái quát năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái ở trên. Thứ nhất là năng lượng ánh sáng, chủ yếu là năng lượng ánh sáng mặt trời chiếu xuống khi sinh vật sản xuất hấp thụ, xả ra quá trình quang hợp tạo nên chất hữu cơ, một phần lớn hô hấp để tạo nhiệt hay là tạo năng lượng cung cấp cho các hoạt động, và thải ra môi trường dưới dạng nhiệt. Một phần cành lá rơi rụng được sinh vật phân giải cũng trả ra môi trường dưới dạng nhiệt. Còn phần còn lại nó tích lũy thành chất hữu cơ trong sinh vật sản xuất và chuyển lên sinh vật tiêu thụ bậc một. Thì tương tự sinh vật tiêu thụ bậc một cũng xảy ra quá trình hô hấp, thải ra dạng nhiệt môi trường, chất thải không hấp thụ hết chất dưỡng được sinh vật phân giải và cuối cùng trả lại môi trường. Tương tự lên sinh vật tiêu thụ bậc 2
cũng xảy ra quá trình hô hấp, chất thải, phân giải. Ngoài ra ví dụ như ở rắn thì hiện tượng lọc xác cũng mất đi cái phần năng lượng ở trong đó. Tương tự chuyển lên bậc cao hơn, sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Ví dụ ở đây là đại bàng thì cũng xảy ra quá trình hô hấp hay là chất thải không sử dụng hết. Ngoài ra ví dụ như đại bàng, ví dụ lông rồng nó cũng mất năng lượng ở trong phần đó. Và chúng ta tóm tắt lại nghĩ sao? Một, giảm năng lượng trong hệ sinh thái bắt nguồn từ môi trường. Thứ hai, còn lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng còn giảm. Vì ở đây phần lớn năng lượng tiêu hao qua hô hấp đó là năng lượng tạo nhiệt, vận động của cơ thể. Hai là phần năng lượng bị mất qua chất thải là phân động vật hay là chất bài tiết. Ba, các bộ phận rễ rụng, ví dụ lá, cây rụng, rụng lông và lọc xác ở động vật. Thứ tư là giảm năng lượng trong hệ sinh thái chỉ được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bệnh dưỡng môi trường. Lúc nãy chúng ta thấy là từ sinh vật sản xuất đến sinh vật tiêu thụ bậc 1, rồi đến sinh vật tiêu thụ bậc 2, rồi đến sinh vật cao nhất là đại bàng. Tôi qua phần 2, cái hiệu suất sinh thái. Một khái niệm, các em xem ví dụ. Đây là một cái thấp năng lượng, ở cỏ là 8,6 x 10 mũ tóm kilocalo. Châu chấu 1,075 x 10 mũ tóm kilocalo. Ếch 1,29 x 10 mũ 7 kilocalo. Rắn 1,161 x 10 mũ 6 kilocalo. Năng lượng ở cấp bậc như vậy. Như vậy là tính hiệu suất năng lượng ở cấp bậc dinh dưỡng như thế nào? Cái hiệu suất sinh thái của châu chấu so với cỏ là bằng cái năng lượng của châu chấu để chia cho năng lượng của cỏ để nhân 100 và tính ra bằng 12,5%. Tương tự, cái hiệu suất sinh thái giữa ếch và châu chấu là 12%, giữa rắn và ếch là bằng 9%. Vậy hiệu suất sinh thái là gì? Hiệu suất sinh thái là tỷ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng. Thì đây ta rút ra công thức, gọi AFS phần trăm là hiệu suất sinh thái, CA là bậc dinh dưỡng thứ A, CA cộng 1 là bậc dinh dưỡng thứ A cộng 1, AFS phần trăm bằng CA cộng 1 trên CA nhân trăm. Ta qua phần hai nhỏ là sự tiêu hao năng lượng ở các bậc dinh dưỡng. Các em xem cái sơ đồ biểu diễn hiệu suất sinh thái ở một bậc dinh dưỡng, một bậc dinh dưỡng. Bây giờ ta xét bậc dinh dưỡng này. Lưỡi. Như vậy thì cái năng lượng đầu vào thì năng lượng nhận từ bậc dinh dưỡng dưới, có nghĩa là bậc dinh dưỡng này nhận từ dưới là 100%. Thì nó mất đi quá hô hấp tạo nhiệt. Ngoài ra mất do năng lượng, mất quá chất thải rơi rụng vân vân, chỉ còn lại 10% tích lũy tạo nên chất sống. Có nghĩa là nó mất đi 90%, chỉ còn có 10% ở bậc dinh dưỡng này. Và tương tự như vậy, nó chuyển lên bậc dinh dưỡng, nó tích lũy được 10% cái năng lượng trong cái chất sống và nó chuyển lấy cái bậc dinh dưỡng tiếp theo, và tương tự bậc dinh dưỡng tiếp theo giống như bậc dinh dưỡng này cũng tiêu hao khoảng 90% và tích lũy tạo thành chất sống khoảng 10%. Như vậy ta rút ra như thế, năng lượng tích lũy sản sinh ra chất sống ở mỗi bậc dinh dưỡng chiếm khoảng 10%, năng lượng nhận từ bậc dinh dưỡng liền kề thấp hơn. Vậy để nắm lại những điểm chính trong bài này, chúng ta qua phần luyện tập. Câu 1. Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng mặt trời từ môi trường vô sinh vào quần sở sinh vật? A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1. B. Sinh vật tiêu thụ bậc 2. C. Sinh vật phân giải. D. Sinh vật sản xuất. Thì sinh vật tiêu thụ bậc 1 sử dụng năng lượng từ sinh vật sản xuất trong hợp chất hữu cơ đó, ở dưới dạng hóa năng. Sinh vật
Tiêu thụ bậc 2 là sử dụng năng lượng từ sinh vật tiêu thụ bậc 1 ở dưới dạng hóa này. C, sinh vật phân giải là phân giải các sinh vật này và lấy năng lượng. D, sinh vật sản xuất lấy năng lượng từ môi trường vào năng lượng ánh sáng mặt trời để quang hợp tạo ra chất hữu cơ. Vậy đáp án đúng trong câu này là D, sinh vật sản xuất. Câu số 2, trong hệ sinh thái tất cả các dạng năng lượng được sinh vật hấp thụ cuối cùng đều A, chuyển cho các sinh vật phân giải, B, sử dụng cho các hoạt động sống của sinh vật, D, chuyển đến sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất, D, giải phóng vào không gian dưới dạng nhiệt năng. Như vậy ta nhìn vô ta biết là cái năng lượng nó truyền qua các bạn dưỡng cuối cùng đều giải vào không gian dưới dạng nhiệt. Như vậy đáp án đúng là đáp án D. Câu số 3, ở mỗi bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn, năng lượng bị tiêu hao nhiều nhất qua A, quá trình bài tiết các chất thải, B, hoạt động quang hợp, C, hoạt động hô hấp, D, quá trình rơi rụng như lá cây, lông động vật. Thì trong này ta thấy đáp án B là quá trình là tích lũy năng lượng. Còn ba ý còn lại thì trong đó là hoạt động hô hấp, và chúng ta biết là tiêu tốn năng lượng là nhiều nhất. Như vậy đáp án đúng là đáp án C. Câu số 4, trong một hệ sinh thái trên cạn, năng lượng được tích lũy lớn nhất ở bậc dinh dưỡng nào sau đây? A, cấp 2, B, cấp 3, C, cấp cao nhất, D, cấp 1. Thì chúng ta biết rằng năng lượng qua các bậc dinh dưỡng là tiêu hao nó giảm dần. Như vậy còn ngược về phía trước thì năng lượng được tích lũy nhiều nhất. Như vậy cấp 1 là trước nhất. Thì cái năng lượng được tích lũy nhiều nhất ở cấp 1. Vậy đáp án đúng câu này là đáp án D. Câu 5, giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn bắt đầu từ sinh vật sản xuất như sau. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 1.250.000 kcal, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 150.000 kcal, sinh vật tiêu thụ bậc 3 là 16.500 kcal, sinh vật tiêu thụ bậc 4 là 1.485 kcal. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là A, 9% và 10%, B, 12% và 11%, C, 11% và 12%, D, 10% và 9%. Thì câu này em lưu ý cho thầy, bậc dinh dưỡng cấp 3 chính là sinh vật tiêu thụ bậc 2. Bậc dinh dưỡng cấp 2 chính là sinh vật tiêu thụ bậc 1. Bậc dinh dưỡng cấp 4 chính là sinh vật tiêu thụ bậc 3. Còn cái bậc dinh dưỡng mà cấp 1 là thường ở đây là sinh vật chim ăn, bắt đầu từ sinh vật sản xuất là sinh vật sản xuất. Vậy thì cái hiệu suất giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và bậc dinh dưỡng cấp 2 chính bằng năng lượng của sinh vật tiêu thụ bậc 2 chia cho năng lượng của sinh vật tiêu thụ bậc 1 nhân vào trang để áp dụng công thức mà chúng ta đã biết đã học. Tương tự bậc dinh dưỡng cấp 4 là ta lấy năng lượng của sinh vật tiêu thụ bậc 3 chia cho năng lượng của sinh vật tiêu thụ bậc 2 thì ta rút ra được đáp án lần lượt đó là 12% và 11%. Vậy đoán đúng là B. Bài học đến đây kết thúc. Tạm biệt các em. Chúc các em học tốt.